Sau đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài cách để giúp các bạn có thể phát triển được cái kỹ năng sáng tác của mình. Thì chúng ta biết rằng sáng tác cũng như bất kỳ kỹ năng nào khác, chúng ta phải rèn luyện nó mỗi ngày. Mình biết rằng có một số người bạn của mình sáng tác đến 2 3 ca khúc một ngày và họ luyện tập cực kỳ chăm chỉ luyện tập sáng tác rất nhiều mỗi ngày và trong số những bài hát đấy có hay có dở nhưng mà cái kỹ năng của các bạn sẽ dần dần được gọt rũa giống như một cái thanh gươm mỗi ngày mài một vài nhát thì sau này các bạn sẽ có một cái thanh gươm rất là sắc bóng khi nào cần đến cái kỹ năng sáng tác các bạn có thể mang ra sử dụng rất là nhanh và có rất nhiều người bảo là khi sáng tác cần phải có cảm xúc thì mới có thể sáng tác được nhưng mà mình biết rằng có những người có cái kỹ năng sáng tác rất là tốt thì cần đưa cho họ một cái đầu bài họ có thể sáng tác được những bài hát rất là nhanh và có thể là có cảm xúc thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm thăng hoa hơn tuy nhiên với những ca khúc sử dụng học thuật sử dụng những cái kỹ năng sáng tác vào thì hoàn toàn có thể là tạo nên những ca khúc rất hay và các bạn thấy đấy, có rất nhiều ca khúc theo đơn đặt hàng nhưng lại trở thành những ca khúc hit. Như vậy trước khi mà chúng ta viết được một ca khúc hit thì đó là một cái hành trình rất dài luyện tập mỗi ngày của chúng ta. Hy vọng các bạn sẽ nhớ điều này và sẽ luyện tập hàng ngày để có một cái kỹ năng sáng tác thật là tốt. Điều thứ hai, các bạn hãy tự tin thể hiện những ca khúc của mình trước đám đông. Có thể là những lần đầu tiên các bạn sẽ rất là run khi mà chúng ta làm một cái việc gì đấy lần đầu, nhất là với những cái việc mà trước công chúng Thì có thể là các bạn rất là run Giống như mình Ngày xưa khi mà đứng trên sân khấu Thì phải gọi là không đứng vững luôn Tuy nhiên Sau nhiều lần luyện tập Thì mình đã có một cái sự tự tin hơn Mình còn nhớ năm 2014 Khi mà mình đến một cái quán cà phê Ở gần trường đại học Bách Khoa Là ABC Cà Phê Thì mình có đăng ký lên hát một ca khúc Nhưng mà mình rất là run Tuy nhiên mình đã luyện tập ca khúc đấy rất nhiều rồi nên là mình đã hát ca khúc đấy khá là trọn vẹn và sau buổi hôm đấy thì chủ quán abc là anh dũng anh ấy có mời mình để trở thành một ca sĩ trong một đêm nhạc khác của quán thì đấy khi mà các bạn tự tin thể hiện năng lực của mình trước đám đông thì sẽ có rất nhiều cơ hội đến với các bạn và đó cũng là một trong những cái cảm giác tuyệt vời của một người nghệ sĩ khi được thể hiện ca khúc của mình trước đám đông trước khán giả có thể những lần đầu các bạn sẽ hát rất là run và có thể chật nhịp. Tuy nhiên đừng lo, thời gian sẽ giúp các bạn có thể hoàn thiện kỹ năng của mình và chắc chắn rằng đó là những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Hãy thử ngay các bạn nhé. Và khi các bạn đã hoàn thành được một ca khúc của mình rồi, phát hành nó lên mạng rồi thì vấn đề truyền thông cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Có một người chị trong nghề đã chia sẻ với mình khi mà chúng ta bỏ tiền ra sản xuất thì hãy nhớ là chia 50% cho sản xuất thôi tức là tiền cho audio cho MV và 50% còn lại các bạn nên dành cho truyền thông. Đấy, khi mà các bạn không truyền thông đủ thì khán giả không thể tiếp cận với ca khúc của bạn, do đó ca khúc không thể viral được. Chúng ta phải truyền thông đến một đối tượng khán giả nhất định, sau đó khán giả nghe, tương tác thì dần dần ca khúc mới được đẩy lên đề xuất và như vậy mới có sự viral. Nên nhớ là hãy dành tận 50% ngân sách của các bạn cho truyền thông đây là một cái bài học rất là đắt giá mà mình muốn chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta muốn đi nhanh thì đi một mình khi mà chúng ta muốn đi xa thì hãy đi với những đồng đội. Đó như là một cái chân lý rồi. Và các bạn hãy tìm những người đồng hành của mình để cùng nhau chia sẻ những sản phẩm, để cùng nhau góp ý và cùng nhau phát triển trong con đường âm nhạc. Nếu các bạn không có được những người bạn như vậy, hãy lên Facebook search group học sáng tác. Đấy là một nơi mà các bạn có thể vào chia sẻ những demo. Mình là admin của group đấy nên mình sẽ đưa cho các bạn những cái góp ý và các bạn có thể nhận được thêm những góp ý từ những thành viên khác trong group. Chúng ta cùng phát triển một cộng đồng học sáng tác cùng nhau tạo nên những ca khúc thật hay các bạn nhé